Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên ban hành nghị quyết về đề án đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực uy tín nổi trội, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Yêu cầu tạm dừng cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tới trường học trực tiếp. Tỷ lệ bao phủ vaccine cao, cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Thị trường lao động Hưng Yên có nhiều khởi sắc. Công an huyện Văn Giang khẩn trương làm rõ các đối tượng đổ chất bẩn vào nhà dân tại xã Xuân Quan. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành nghị quyết số 20 ngày 8 tháng 2 năm 2022 về đề án đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực uy tín nổi trội, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung tóm tắt của nghị quyết. Trong những năm qua, việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ để bổ sung nguồn cán bộ đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần cho sự phát triển chung của đội ngũ cán bộ của tỉnh, qua đó bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ của tỉnh nói chung và cán bộ trẻ nói riêng đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ trẻ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý còn thấp. Do đó, khi cần đề bạt bổ nhiệm bố trí cán bộ trẻ, có lúc bị thiếu nguồn, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý còn thấp. Quan điểm chỉ đạo là xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là từ đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực uy tín nổi trội, là nhiệm vụ quan trọng và là một trong những khâu đột phá của công tác cán bộ, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý và quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 từ 15% trở lên. Tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đạt từ 10% trở lên. Từ nay đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ trẻ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đạt 10% trở lên trên tổng số cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Phấn đấu đến năm 2025, lãnh đạo sở ngành tỉnh dưới 40 tuổi đạt từ 15% trở lên. Phấn đấu có từ 20% trở lên số cán bộ trẻ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và từ 25% trở lên số cán bộ trẻ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý được điều động, luân chuyển, giữ các chức vụ khác nhau để đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn. Về nhiệm vụ và giải pháp, xác định rõ việc xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ, là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị, là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị. Mở rộng nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, trong đó ưu tiên cán bộ được đào tạo hệ đại học chính quy tập trung tại các trường đại học công lập, các trường đại học ở nước ngoài và tốt nghiệp loại giỏi trở lên. Những cơ quan đơn vị không có nguồn, Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu, giới thiệu Ban Thường vụ tỉnh ủy bổ sung nguồn quy hoạch từ nơi khác để bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ trong quy hoạch. Để bảo đảm tính kế thừa và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, cần xem xét, vận dụng thực hiện quy hoạch vượt cấp ở nơi có điều kiện khi cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý thì thực hiện luân chuyển, điều động, phân công nhiệm vụ khác tương đương trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Thời gian điều động, luân chuyển phải đảm bảo tối thiểu 24 tháng, trường hợp đặc biệt phải đủ 18 tháng. Bố trí sử dụng bổ nhiệm cán bộ trẻ. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và đánh giá, cán bộ trẻ được xem xét bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, bầu các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý hoặc giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo các tiêu chuẩn chức danh quy định. Cần phải coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai. Lựa chọn cán bộ trẻ để tham gia thi tuyển một số chức danh mà cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Quá trình thực hiện thi tuyển phải bảo đảm công bằng, minh bạch, hài hòa, cân đối về cơ cấu cán bộ, cơ cấu ngành, lĩnh vực công tác. Trong đó, tập trung rà soát những vị trí chức danh nghỉ hưu, nghỉ công tác trong nhiệm kỳ 2020-2025 để có phương án sử dụng, thay thế phù hợp. Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Trần Quốc Toàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt phòng chống dịch COVID-19, trong đó trọng tâm là chiến lược tiêm chủng vaccine cho toàn dân đã giúp sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tăng trưởng trở lại. Ngay sau những ngày nghỉ Tết, 450 công nhân của Công ty Thép Minh Ngọc trong khu công nghiệp Phú Đội A đã đi làm đủ, đưa công suất sản xuất của nhà máy trở lại bằng thời kỳ cao điểm trước Tết. Qua gần 2 tháng đầu năm, lượng hàng hóa tiêu thụ tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, công ty đạt tổng doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng với 3 sản phẩm chủ lực là thép ống, thép hộp và mạ kẽm. Năm 2022, công ty phấn đấu tăng 20% doanh thu so với năm 2021. Với 100% công nhân đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng chống dịch COVID-19, nhưng không vì thế mà doanh nghiệp và người lao động lơ là chủ quan, sản xuất luôn đi đôi với phòng chống dịch, cả ở trong và ngoài nhà máy. Mỗi người nâng cao một cái ý thức để phòng chống dịch. Các công ty đều thực hiện 5K, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người, cũng như tại các phòng trọ mà anh em công nhân đang ở thì cũng đều thực hiện 5K. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Minh Ngọc cũng là doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực cho phòng chống dịch của tỉnh Hưng Yên. Năm 2021, công ty tham gia ủng hộ tiền và hiện vật trị giá 5,5 tỷ đồng, bao gồm 3 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ quỹ vaccine của tỉnh và lắp đặt cung cấp oxy cho bệnh viện bệnh nhiệt đới, lắp đặt 500 giường bệnh cho khu cách ly, điều trị tại trường Đại học Thủy lợi ở Hưng Yên. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, sau kỳ nghỉ Tết đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 98% số công nhân tại các khu cụm công nghiệp trở lại làm việc. So với mọi năm thì tình trạng lao động thất nghiệp, mất việc hoặc là chuyển việc gần như không có. Nhu cầu cần tuyển lao động trong những ngày đầu năm vẫn tăng cao. Phiên giao dịch việc làm tổ chức ngày 18 tháng 2 tại thị xã Mỹ Hào, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận khoảng trên 20 hồ sơ các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với trên 4.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động với số lượng lớn. Hiện tại công ty chúng tôi đang xây dựng nhà máy mở rộng kinh doanh nên là đang cần tuyển khoảng từ 800 đến 1.000 lao động. Mức lương thu nhập của công ty thì hiện tại bây giờ là đối với lao động phổ thông thì sẽ dao động từ 8 cho đến 15 triệu đồng trên một tháng. Ngoài ra thì công ty có những các cái chính sách chế độ như là có xe tuyến đưa đón, có hỗ trợ ở nhà trọ và các khoản phụ cấp. Chúng tôi hiện nay cũng đang thiếu khoảng 6 đến 700 lao động. Để thu hút lao động thì công ty cũng đã trả lương cho lao động là gần 9 triệu trên một lao động trong một tháng. Nhưng hiện nay thì do cạnh tranh lao động rất là nhiều công ty, việc tuyển lao động là khó khăn. Mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tạo sức ép lớn lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trong suốt 2 năm qua, nhưng trên địa bàn tỉnh hiện nhiều lĩnh vực ngành nghề đang có những tín hiệu tốt. Với các chính sách của chính phủ, của tỉnh nhằm tập trung thực hiện phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với dịch bệnh đã tạo điều kiện cho một số ngành nghề lĩnh vực từng bị đứt chuỗi, có lúc bị ngừng sản xuất kinh doanh, thì nay cũng đã phục hồi. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng với gần 25.000 người vào làm việc, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành dệt may, giày da, nhựa, bao bì, kinh doanh, dịch vụ, du lịch. Tôi thấy nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp rất là lớn và có nhiều vị trí phù hợp với người lao động và bản thân tôi. Tôi đã tìm được việc làm cho mình. Tại sàn giao dịch này thì tôi thấy có nhiều cơ hội để mình có thể tìm việc làm. Và bản thân tôi thì tôi đã tìm được việc làm tại công ty Thuận Đức. Vị trí của tôi tuyển dụng đó là kế toán nội bộ ạ. Nên để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động thì ngành lao động thương binh xã hội đã tập trung nên là định hướng cho các cái cơ sở đào tạo nghề, đào tạo theo cái nhu cầu của thị trường, theo cái đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, nhất là đào tạo lao động có có trình độ cao, đẩy mạnh các hoạt động về tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động có việc làm. Việc phục hồi và phát triển thị trường lao động hiện nay là rất quan trọng, song vẫn phải đặt sức khỏe, tính mạng của người lao động lên trên hết. Do đó, các địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, gắn việc phục hồi và phát triển thị trường lao động với các yêu cầu về phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định, an sinh xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Hưng Yên đang triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ gần 95.000 món vay với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng của hơn 70.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Việc đối chiếu phân loại nợ được Ngân hàng Chính sách Xã hội tiến hành thực hiện theo định kỳ 3 năm một lần. Thời gian triển khai khoảng 5 tháng, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Phạm vi đối chiếu phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi đến thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đến nay có 81 trên 161 xã phường thị trấn hoàn thành công tác đối chiếu phân loại nợ với số tiền gần 1.300 tỷ đồng. Thông qua công tác đối chiếu phân loại nợ, phản ánh thực tế khách quan cũng như đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, từ đó giúp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là thành viên ban đại diện hội đồng quản trị nắm được thực trạng nợ đã cho vay trên địa bàn, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 2 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên có công văn số 269 về việc điều chỉnh phương án tổ chức dạy học phòng chống dịch COVID-19 đối với trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Nội dung công văn như sau. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh COVID-19 tăng nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của học sinh là trẻ nhỏ chưa tiêm vaccine. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian phương án tổ chức dạy học đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 đối với trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 như sau. Tạm dừng đến trường học trực tiếp đối với học sinh lớp 1, chuyển sang dạy học trực tuyến. Chưa tổ chức dạy học trực tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 6. Chưa cho trẻ em mầm non đến trường, tiếp tục thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh học sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Việc tạm dừng chưa tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường học trực tiếp được thực hiện từ ngày 21 tháng 2 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương trong trường học để có giải pháp tiếp tục tổ chức dạy học linh hoạt, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Đối với các lớp học trực tuyến, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo để tổ chức dạy học, đảm bảo hiệu quả chất lượng dạy học trực tuyến. Các phòng giáo dục đào tạo tham mưu kịp thời với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố việc triển khai nội dung công văn này, yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Trong những ngày gần đây, thời tiết rét đậm rét hại, nhiệt độ giảm sâu có ngày xuống còn 8 đến 10 độ C, kèm thêm mưa phùn, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân. Để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là cho người già và trẻ em. Bà Nguyễn Thị Yến, thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, hiện đang chăm sóc mẹ chồng, năm nay đã 102 tuổi và chồng của bà năm nay cũng ngoài 70 tuổi, có bệnh lý nền, sức khỏe yếu. Những ngày qua, khi nhiệt độ rét đậm, trung bình từ 12 đến 15 độ, bà Yến đã chủ động các biện pháp để giữ ấm và tăng cường sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, trong đó có việc lắp đặt thêm điều hòa 2 chiều, hệ thống đèn sưởi. Trong nhà thì tôi lắp đèn sưởi, cả nhà vệ sinh tôi cũng lắp đèn sưởi. Cụ thì là phải có cái chăn để giữ nhiệt, giữ kín gió cho các cụ, uống các vitamin cho nó tăng cường sức khỏe. Chị Mai Thị Hải, thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, vừa mới sinh em bé được 2 tháng. Để bảo vệ sức khỏe cho con, chị Hải áp dụng một số biện pháp như giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân, không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ gây bệnh. Thận trọng trong việc giữ ấm bàn tay, lưng, bụng và bàn chân cho con. là hàng ngày là bôi dầu tràm vào gan bàn chân bàn tay, giữ ấm ngực của cháu là cổ này. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, trong 2 tuần qua, số ca bệnh nhi nhập viện tăng từ 30 đến 50% so với những ngày trước đó. Cá biệt, có những ngày khoa chuyên khoa tiếp nhận 10 trường hợp trẻ phải nhập viện để điều trị các bệnh như viêm phế quản, viêm mũi, viêm họng, viêm phổi, cảm cúm, tiêu chảy. Chúng ta phải để trẻ ở những nơi sống thoáng đãng, khô ráo, tránh ẩm ướt, không đưa trẻ ra ngoài môi trường khi mà thời tiết rét đậm, rét sâu hay là có mưa phùn để giữ ấm cho trẻ. Nên là bổ sung các chất theo 5 nhóm: đạm, vitamin, chất béo, tinh bột, khoáng và nước. Các mẹ cũng nên cho con tiêm chủng đầy đủ. Cùng với những phương án tích cực chủ động từ phía thầy thuốc và bệnh viện, thì việc người dân, đặc biệt là tại các gia đình có người già và con nhỏ, tăng cường các biện pháp phòng bệnh sẽ góp phần giảm quá tải cho các cơ sở y tế trong những thời điểm thời tiết giao mùa này. Hiện nay, phần lớn các diện tích nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang trong giai đoạn phân hóa, phát triển mầm hoa. Một số diện tích đã bắt đầu nở hoa. Để nhãn ra hoa, đậu quả đạt tỷ lệ cao, ngoài tăng cường các biện pháp chăm sóc, các hợp tác xã và nhà vườn trên địa bàn tỉnh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên có trên 15 ha nhãn, trong đó có 3 ha nhãn sớm hiện đang bắt đầu nở hoa, diện tích còn lại đang trong giai đoạn phân hóa và phát triển mầm hoa. Đây là giai đoạn cây nhãn rất mẫn cảm và dễ mắc các loại sâu bệnh gây hại. Cứ ra giò hoa độ 50 phân chúng tôi sẽ phun phòng bệnh. Khi mà đã đậu thành quả như bằng hạt đỗ con thì lúc bây giờ là cho ăn một phần phân hữu cơ. Toàn tỉnh có trên 4.000 ha nhãn, tập trung nhiều tại huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Thông thường, nhãn ra hoa đậu quả vào thời điểm thời tiết mưa phùn, nhiệt độ, độ ẩm không khí cao. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Qua kiểm tra thực tế, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh hiện đã phát hiện bệnh sương mai dày trồng cánh vân nâu, sâu độc giò hoa đã phát sinh, gây hại rải rác trên một số diện tích và sẽ gia tăng khi nhiệt độ, độ ẩm không khí tăng cao. Trong thời gian tới, theo dõi chặt chẽ điều kiện thời tiết mà ấm, độ ẩm không khí cao, nhất thiết phải phòng trừ bệnh sương mai bằng các thuốc đặc hiệu như là phytocide, didomin, insuran, các đối tượng như sâu đo, dẹp muội, bọ trĩ, dày trồng cánh vân nông và xuất điệu cao thì phối hợp với các cái thuốc đặc trị phổ tác động rộng, độ độc thấp để phòng trừ, nhằm giải pháp là tiết kiệm thuốc cũng như là công phun. Nên tập trung phòng trừ ở cái thời điểm khi phát triển giò hoa cho đến khi hoa cái nở để chủ động ngăn chặn các đối tượng sâu bệnh, vừa bảo vệ đàn ong cũng như chất lượng mật ong của tỉnh Hưng Yên. Giai đoạn hiện tại, ngoài áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thúc đẩy quá trình ra hoa đậu quả, bà con cần kịp thời khắc phục khi gặp thời tiết bất thuận như mưa có tạp chất ở đầu vụ xuân và chủ động theo dõi chặt chẽ sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối thứ Tư ngày 16 tháng 2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có phản ánh tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang xảy ra vụ việc có kẻ lạ mặt thực hiện hành vi khủng bố ném chất bẩn vào gia đình chị Lê Thị Tươi ở khu dịch vụ Đầm Lau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình và tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra và xác định được 3 đối tượng nghi vấn, gồm Dương Vũ Thắng sinh năm 1989, Lê Văn Dương sinh năm 1988, trú tại xã Xuân Quan và Tòng Văn Thươi sinh năm 1996 ở tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do anh Nguyễn Văn Hiệu sinh năm 1972, chồng chị Tươi đã vay tiền của Thắng nhưng không trả theo thỏa thuận, nên Thắng đã rủ Dương và Thươi đi ném chất bẩn vào nhà anh Hiệu, chị Tươi. Được biết, Dương từng có 2 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Giang đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Khoái Châu vừa phối hợp với Công an xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc với hình thức chơi sóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng với số tiền trên 40 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Được biết, các đối tượng đều là công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bê tông và Xây lắp Petrolimax. Sau khi xác minh phân loại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định tạm giữ 15 đối tượng về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.